Vụ cháy kinh hoàng chung cư mini quận Thanh Xuân, Hà Nội khiến 56 người tử vong, trong đó có 10 em độ tuổi học sinh, 37 người bị thương đang được điều trị. Công an các địa phương được yêu cầu tham mưu chính quyền cung cấp chỉ đạo tổng kiểm tra, rà soát các yêu cầu về an toàn cháy đối với loại hình chung cư mini, nhà trọ có mật độ người ở cao, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Dù được cấp phép xây dựng 6 tầng, chiều cao tương đương 20,2m, không tính tung thang. Tầng lửng và tung thang có không gian kỹ thuật, nhưng chủ đầu tư đã xây dựng 9 tầng với căn nhà chung cư mini này hiện lực lượng chức năng thành phố hà nội đang tiếp tục khẩn trương điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân